Cát Tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Kính thưa quý vị, đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay có sự góp mặt của vợ chồng nghệ sĩ Đức Thịnh và Thành Thúy. Chuyên gia tâm lý, thạc sĩ Lý Thị Mai. Bác sĩ Dương Phương Mai, Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Và đặc biệt còn có sự đồng hành của hai cặp vợ chồng. Vợ chồng anh chị Thanh Long, Phượng Duyên và vợ chồng Lan Phương, Phước Vinh. Kính thưa quý vị, chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện là nơi mà chúng ta có thể ngồi lại với nhau như thế này để chia sẻ với nhau những cảm xúc về tình yêu, hôn nhân, gia đình, hay là chia sẻ những quan điểm về giáo dục con cái, vợ chồng, vân vân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ngồi lại đây cùng nói chuyện với nhau về một chủ đề cũng rất là nhạy cảm. Đó chính là có nên chăng bỏ áo mưa vào trong ví của chồng khi chồng đi công tác. Và trước khi chúng ta cùng mổ xẻ vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhau xem một đoạn clip ngắn. Trong phần lớn cuộc sống hôn nhân của các gia đình hiện đại, quan niệm về tình dục có thể nói đã có phần phóng khoáng, dễ chịu hơn xưa. Người vợ chấp nhận chồng dù có lăng nhăng bên ngoài ra sao thì vẫn biết bảo vệ hạnh phúc gia đình và không để bị sa ngã. Họ chấp nhận vì biết bản tính đàn ông dễ bị quyến rũ bởi những hương sắc mới lạ. Chưa kể trong sự giao thiệp làm việc bên ngoài, khó tránh khỏi những cuộc tiếp xúc khiến họ bị say nắng vì một người phụ nữ khác. Thế nhưng dù cởi mở đến đâu thì cũng không có người vợ nào có thể chấp nhận cảnh chồng của mình gần gũi với người khác mà không mảy may suy nghĩ. Tuy nhiên vì biết có dâng lên cơn hờn ghen tủi phận, họ cũng khó lòng ràng buộc người đàn ông của mình. Vì vậy đã có những trường hợp vợ lén bỏ bao cao su vào túi của chồng. Điều này một phần được xem như sự nhắc nhở, cảnh báo từ xa của người vợ khi biết chồng thường có tính lăng nhăng. Nhưng điều này cũng vừa là việc làm chẳng đặng đừng nếu chồng có thật sự đi quá giới hạn ở bên ngoài. Tuy nhiên không phải người đàn ông nào cũng hiểu và cảm kích hành động này của vợ. Phần lớn họ đều bị rơi vào tình thế bất ngờ, khó hiểu và có một chút giận dữ. Họ cho rằng mình đang bị vợ đặt vào tình thế bẻ bàng là một người lăng nhăng, không ý thức bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Như vậy, nếu vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, vợ phải tự tay bỏ bao cao su vào ví chồng, như vậy có thực sự là hành động đúng? Và nếu mặc nhiên thỏa hiệp và vẽ ra một giải pháp cho chồng, thì liệu có vô tình khiến cho cánh đàn ông được quyền sống phóng khoáng và dễ dàng hơn với những chuyện yêu qua đường? Có lẽ là hôm nay cái buổi nói chuyện của mình sẽ rất là hấp dẫn và lý thú và nhiều vấn đề để cần phải tranh luận đây. Thì bạn thấy cái hiện trạng mà cái vấn đề này như thế nào? Ở ngoài bạn có thấy cái trường hợp đó chưa? Hay có khi nào hai vợ chồng mình vô cái tình trạng như vậy không? Ra cái vợ chồng mình thì tính vợ đó là hay ghen. Là hiển nhiên đó, chưa gì là thấy tranh cãi rồi. Hết sức bình tĩnh. Là hiển nhiên là không bao giờ chấp nhận, mà đi ra ngoài là vợ kiểm soát liền, không bao giờ mà chứ không có cái vụ không mà, có vụ mà bỏ vô cho chồng là không có. Rồi vậy thì còn anh Vinh thì sao? Mình thì vừa may mắn mà vừa kém may mắn hơn anh. Có nghĩa là may mắn là rồi, trước đón sau dữ. Thật ra thì cái nghề mình cũng làm nghề về sản xuất, đòi hỏi cũng phải di chuyển nhiều, mà những giờ giấc rất là nghiệt ngã. Cho nên thì vợ mình cũng được cái là trao cho mình cái sự tự do tuyệt đối. Đâu có sau 12 giờ là đóng cửa mà. Có nghĩa là cũng không có sau 12 giờ là em khóa cửa. Cũng không có cái ý định là bỏ áo mưa vào trong. Dạ em chưa bao giờ có cái ý định. Có ý định nào sẽ làm như vậy không? Dạ sau lần này chắc có thể em sẽ suy nghĩ lại. Wow. Trước đây là em chưa bao giờ có ý định. Không biết cái này là dấu hiệu đáng mừng hay là dấu hiệu như thế nào đây. À, vậy còn Thúy thì sao? Mình có khi nào mình thực hiện cái chiêu này chưa? Mình chưa bao giờ làm hết á, nhưng mà hôm nay coi cái clip này thấy hay quá. Chắc về sẽ thực hiện. Nữa có mới nói nha. Cô Mai ơi, cô nghĩ vấn đề này sao? Cô, vấn đề này nó nhạy cảm quá cô ơi. Dạ. Sáng giờ tôi nghe các bạn nói thì tôi rất yêu các bạn, là bởi vì các bạn nói rất là thật. Dạ. Ở phương Tây thì tới tuổi vị thành niên á, cha mẹ hướng dẫn một cách rất là cặn kẽ và để cho các cháu biết tự bảo vệ bản thân nếu như lỡ mà có quan hệ tình dục sớm. Dạ. Thì cái này chắc là tí nữa bác sĩ Phương Mai sẽ phân tích. Nhưng mà riêng về phần tôi thì tôi thấy là cái tâm lý của họ, cái lối sống của họ, cái văn hóa của họ, họ cho rằng đó là một cái vấn đề khoa học, vấn đề con người, và họ quý trọng con người, cho nên họ dạy trẻ ngay từ khi mà còn rất là sớm.
Nhưng cái chuyện mà họ đưa cho nhau bao cao su hoặc là vợ không đưa thì họ vẫn ý thức là nếu như họ có quan hệ ngoài gia đình thì chắc chắn họ ý thức làm sao đó để họ bảo vệ bản thân họ và bảo vệ cái người bạn đời của họ. Nhưng mà người Việt Nam mình thì chắc chắn cái chuyện này nó hơi xa lạ. Tôi không nói là phương Tây hay là người Việt Nam mình dở, nhưng mà đó là cái lối sống, là cái quan hệ mà giống như là tôi vẫn nói trên rất là nhiều diễn đàn, tức là ngay trong cái vấn đề quan hệ chăn gối cũng phải có văn hóa nữa. Thế thì người ta bảo là cái chuyện đó là chuyện riêng tư của hai người, nhưng mà thực sự đó là phải có văn hóa. Và đó chính là cái mà tôi nghĩ rằng là bây giờ mình tập dần, mình suy nghĩ là chồng mình nếu như hay đi xa, có những cái việc phải tiếp xúc mà đôi khi đó là mình không ngờ. Và đã có những người chồng nói rằng là chỉ một lần sa ngã thôi mà không có biện pháp bảo vệ, cho nên đã vướng vào những cái bệnh nhẹ và nặng. Thì cái này bác sĩ Phương Mai sẽ phân tích. Nhưng tôi nói rõ ràng rằng là chúng ta là con người, cho nên bây giờ đã cuộc sống thì nó có nhiều cái cạm bẫy lắm, bao nhiêu thứ nó vây quanh mình để mình có thể sa ngã, cho nên tự chủ được cũng rất là khó, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể không phải là khích lệ người chồng mình dùng bao cao su để mà làm cái việc trái với cái đạo lý vợ chồng. Nhưng mà nếu như lỡ thì sao, cho nên mình phải đặt cả hai vấn đề này. Và mình nên thẳng thắn trao đổi với nhau. Cảm ơn cô. Chị Mai ơi, vậy thì theo chị thì còn có cái thực trạng nào mà chị đã từng thấy về cái vấn đề này nữa hay không? Nãy giờ tôi thấy các bạn có vẻ như là hơi kỳ thị với cái bao cao su. Thực ra trong cái vấn đề sức khỏe sinh sản á, để mà bảo vệ cho sức khỏe tình dục cũng như an toàn, lành mạnh khi mình quan hệ thì bao cao su rất là hữu hiệu. Ngoài cái tác dụng để mà ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn thì bao cao su còn có những cái hiệu quả khác, là nó làm cho ngăn ngừa được những bệnh lây truyền được tình dục, như là có thể là giang mai, HIV, thì đó là những cái mặt hiệu quả của nó. Sau khi mà nghe cô Mai cũng như chị Mai đã chia sẻ về những cái hiện trạng nó như vậy, thì nguyên nhân tại sao mà chúng ta lại có những cái hành động như vậy, tôi muốn hỏi Duyên, thì Duyên nghĩ sao? Thật ra thì cái này là xuất phát là có một lần thực tế là như vậy. Chồng em ảnh về ảnh thăm nhà, thăm má, thì vô cái động bạn, bạn ảnh ở trong một cái động. Và khi mà tham gia vô cái động đó thì thế nào cũng đi tăng một, em không nói đi ha, cái tăng hai thì em không biết, tại cái động nó bảo vệ nhau mà em đâu biết được. Cái xong bữa đó mới thủ thể là anh nói thiệt với em, bữa đó đó anh đi cái tụi nó mới dẫn anh đi massage, anh vô massage cái nhỏ kia nó hỏi anh là anh muốn phê tới bến không, cái xong cái anh mới nói là anh hứa cam đoan với em luôn anh không có cái vụ kia. Cái sau đó thì thật ra là vì cái đó em mới nghĩ là ảnh thật thà thì ảnh thật thà, ảnh chung thủy thì chung thủy, nhưng mà sẽ có những lúc bạn bè, môi trường xung quanh. Dạ đúng rồi, môi trường xung quanh cám dỗ. Dạ đúng rồi, thành ra em nghĩ là cái việc mà mình bỏ vô để phòng cho những trường hợp đó cũng là một cái nhiều khi sức hút của em lúc đó lại không có cưỡng. Xa quá lực không tới. Không cần nói rõ vậy không? Tôi cũng muốn chia sẻ thêm, có một cái anh bạn ảnh cũng chia sẻ như này, rất là bức xúc, giống như cái video clip hồi nãy. Tôi đi công tác xa, phát hiện vợ đã âm thầm bỏ vào ví mình 5 chiếc bao cao su. Gọi điện hỏi tại sao em làm vậy thì vợ tỉnh bơ trả lời để xem anh thế nào. Sợ thật, không hiểu sao vợ tôi lại hành xử như vậy. Thì anh Thịnh nghĩ trong cái trường hợp của cái bạn này tâm sự như vậy, lá thơ của bạn thì tôi muốn hỏi nguyên nhân như thế nào đây? Tôi muốn hỏi ngược lại là phụ nữ sau khi đã bỏ cái bao vào trong ví của chồng, mà sau khi trở về mà 5 cái mà không còn 5 cái luôn thì các bạn nghĩ như thế nào? Đó, còn giờ đàn ông mà khi mà được vợ quan tâm như vậy á thì nó có hai cái luồng suy nghĩ. Thứ nhất là vợ lo lắng cho cái việc an toàn về tình dục. Thứ hai là cô ấy hình như là không tin mình. Thí nghĩ sao với cái cô nữ này mà cô bỏ vô trong túi của chồng tới 5 cái như vậy, thì thật sự cô có muốn chồng có xài hết hay không, hay là bỏ vô để làm gì? Nó giận mặt. Cái nguyên nhân của cổ làm điều đó là nguyên nhân như thế nào? Cái cô đó làm vậy lý do tại sao thì Thúy không có biết. Nhưng mà nếu mà Thúy có làm thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất thôi, là không phải nhắc nhở, mà là để lỡ mà có nhậu xỉn quá rồi thì có cái để mà an toàn tình dục. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó thôi. Hên quá, anh không bao giờ nhậu xỉn phải không? Có không? Anh không có xỉn. Bạn Lan Phương với bạn Phúc Vinh thì nghĩ sao? Nếu như em có làm cái việc đó thì em nghĩ đó cũng là một lời nhắc nhở để cho chồng bảo vệ sức khỏe.
của mình với bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thực ra thì tôi nghe các bạn nói đó, cái lý do mà việc vợ bỏ vào hay vợ không bỏ vào, thì tôi nói thật, nếu mình đã có ý thức về cái bao cao su là bảo vệ gia đình, bảo vệ chồng, thì mình phải nói thẳng là em làm cái điều này anh có đồng ý hay không. Thế người bạn đời người ta bảo không, thôi em đừng làm như vậy. Và có nhiều ông chồng phản ứng dữ dội, nhưng mà có những người thì bảo không sao em cứ việc bỏ vào đi. Cô là khi mình bỏ vô nhưng mà mình có nói cho cái người người chồng mình biết là em bỏ vô đó. Dạ vâng, phải ban tay rồi dặn dò đi, rủi mà là cái gì thì phải vậy phải kia. Vâng. Bởi vì em rất là tin anh, em nghĩ là anh không sử dụng nó, nhưng khi em bỏ vào là em bỏ vào với tất cả niềm tin ở anh, tức là do cái cách nói của mình thôi. Thành ra người chồng họ cũng thấy họ yêu vợ lắm, họ chả thấy họ cần, chẳng cần gì sử dụng cái đó. Còn cái dạng mà họ để nguyên si đó nhưng mà họ sử dụng cái bao khác thì mình không nói, đúng không ạ? Bởi vì họ không yêu nhau nữa cho nên họ phản bội nhau. Còn nếu họ yêu nhau thì có đi đâu, có làm gì thì cũng chẳng sao cả. Nhưng chúng ta là con người cho nên chúng ta có thể xa ngã. Và chính vì cái điều đó cho nên người vợ thông minh, người chồng hiểu biết thì cho rằng đây là cái việc mà hết sức tự nhiên. Nên là tôi thấy rằng là nếu mà mình hiểu đúng thì mình sẽ thấy nó rất là nhẹ nhàng. Ở đây thì nãy giờ là mình đưa ra những cái nguyên nhân để mình thấy rõ ràng là mọi người sử dụng cái bao cao su để mà bảo vệ cái sức khỏe của cái người bạn đời của mình cũng như của mình luôn. Nhưng mà nó còn có một cái vấn đề thì là cái hậu quả nhiều khi nó lại nó phản tác dụng. Vợ chồng nó sẽ có lục đục hay gì đó. Không trao đổi trước. Đấy. Thì bây giờ theo anh nghĩ là nó sẽ có những cái hệ quả nào mà nó nghiêm trọng nó xảy ra cho cái việc này? Anh nghĩ mình với cái hành động đó. Cái hành động đó mà được làm giống như một sự quan tâm, giống như là chuẩn bị một cái khăn, một cái áo, người chồng có thể hiểu như một lời nhắc nhở. Em quan tâm đến anh. Do đó anh phải ngược lại, anh có trách nhiệm với em. Bây giờ cái bao cao su nó ngoài cái việc mà biện pháp bảo vệ tình dục, nó còn có thêm một cái chức năng nữa là nhắc nhở chồng sống lành mạnh. Nếu mà ai cũng nghĩ được giống như anh thì nó đơn giản quá. Ở đây mình đang nói những người mà vợ chồng mà đang có trách nhiệm với nhau. Đấy. Còn nếu họ đã không có trách nhiệm với nhau thì có bỏ vô hay không bỏ đối với họ không quan trọng nữa. Bạn Lâm thì sao? Nếu như vợ bạn làm cái điều đó với mình thì bạn thấy đối với bạn, bạn đón nhận cái điều đó như thế nào? Trước tiên mà bạn bè kế bên nó thấy mà nói là này nó ăn chơi dữ lắm, sao mà vợ nó bỏ vô bao xương cho nó. Nhưng là anh không đồng ý cái kiểu bỏ vào như vậy. Bỏ vào phải báo cho biết trước để có gì mình cắt chứ kỹ chứ, để không rớt ra thì bạn bè nói này nó không được. Vậy còn anh Vinh thì sao? Thì em muốn hỏi anh Thịnh thôi, khi mà lỡ mà anh Lâm vào cái tình huống đó thì anh trình tấu với phu nhân của anh như thế nào và anh có thể mách nước? Tóm lại là giờ em bỏ vô mà anh lỡ xài rồi đó. Theo kinh nghiệm của anh á thì người phụ nữ mà có bỏ hay không bỏ là không có người phụ nữ nào chấp nhận người đàn ông mình lại đi chơi bời ngoài đâu. Cho dù họ có nói là tôi thoải mái lắm, từ ông đàn ông mà ông làm gì cũng làm, thật sự không người phụ nữ nào chấp nhận cái chuyện đó, chắc chắn là cái tư. Vậy thì anh nghĩ nếu như mà anh lỡ sang cái hậu quả nó như thế nào? Cái điều quan trọng cuối cùng vẫn là sự thành thật. Mình chỗ quanh nó đều là rất là mệt. Bằng sự chân thành và mình thành thật mình xin lỗi, tất nhiên sẽ hứng chịu một cái cơn thịnh nộ. Thời điểm như nào anh chọn? Nói chung mình phải chọn thời điểm nó tương đối là, nói chung mình phải làm dịu cái cơn giận nó xuống một độ. Ví dụ như cho cô ấy biết là mình đã sa ngã rồi. Nhưng đó là quan điểm của những người đàn ông thôi. Bây giờ nếu như trường hợp mà sau khi anh giải thích vậy thì thấy có cái hậu quả gì nghiêm trọng không? Nếu mà bị rơi vào trường hợp đó thì mình tùy cái đối tượng chồng mình sa ngã là ai. Nếu là những cái người mà chỉ vì một phút nông nổi thì mình có lẽ là cũng giận, nhưng mà theo Thúy là sẽ bỏ qua. Cảm ơn Thúy rất là rộng lượng. Thì là nói như vậy, nói cho người ấy vậy thôi, nhưng mà trong lòng mình cũng rất là bực giận. Đúng rồi, tôi nghĩ chắc chắn vợ anh là thật lòng nè, bây giờ thật lòng bây giờ đó là Duyên bỏ chấp nhận không? Mình phải xác định là tại vì em bỏ vô cái đó, anh xài thì em biết, nhưng mà vậy là hồi trước giờ em không bỏ vô là anh có xài hay không nữa. Cái đó là nhiều khi một lần bắt gặp 10 lần không chết rồi. Bộ tình trạng nó còn nguy hiểm hơn, rắc rối hơn nữa. Tức là lần này xin lỗi thì để có tan chứng đúng không? Cái lần sau, lần trước thì sao? Cái này là em bị nặng lắm, là bị cấm giận rất là lâu quá, không nói chuyện, mà khi mình ngủ á là lại đạp
là không cho ngủ. Không cho ngủ là nghĩa là vừa thể chất thật. Ờ mới ghê vậy chứ, nếu bình thường thì không nói rồi. Có nghĩa là buồn ngủ thì không cho ngủ, mà bình thường không ngủ thì không nói. Nhưng mà đã ngủ thì phải kêu dậy. Kêu dậy, mà dậy rồi thì chửi, la, sùm. Em sợ tại vì nó vừa cái tinh thần mình nặng lắm. Nếu con nên học hỏi bạn, tra tấn luôn, cả tinh thần, lẫn thể xác luôn. Hậu quả này nghiêm trọng đây. Nghiêm trọng chứ không có gì bỏ qua. Các Tường ơi, tôi xin có một vài ý kiến chia sẻ. Thì thật ra cái trường hợp mà những bệnh nhân đến khám thì có những phụ nữ cũng rất là có những thái độ rất là tích cực. Ví dụ may mắn là em có để bao cao su cho chồng em, nếu không thì có thể là hậu quả nó còn khó lường hơn nữa. Là sao chị? Có nghĩa là khi mà người chồng về mà đúng đã rồi. Xài rồi đúng rồi, vợ đem đi xét ủa đã dạ. Xài rồi đâu có nguy hiểm không phải gì đâu người chị. Chồng người khi mà về vẫn quan hệ với vợ thì khi hai vợ chồng đó họ lo lắng cũng như họ muốn suy nghĩ kiểm tra lại sức khỏe của mình thì cái điều đó cũng rất là tốt, thì tôi thấy là cũng khuyến khích thôi, rõ ràng là an toàn hơn rất là nhiều. Có nghĩa là người vợ này họ nghĩ những cái gì nó cao hơn, đúng rồi, cái sức khỏe cái vợ chồng hạnh phúc nó cao hơn. Mà bạn Phương thì sao? Thì em cũng như chị Thúy, em sẽ xem cái đối tượng là như thế nào. Nếu như mà là gọi là ăn bánh trả tiền á thì tất nhiên là em sẽ có một cơn thịnh nộ chắc chắn rồi. Mà cơn thịnh nộ của em là cũng không phải là vừa đâu. Ví dụ cái thịnh nộ của em mà maximum của em là em là có dép là em cầm dép, có tô là em cầm tô. Đặc biệt nếu mà có cái gì bên cạnh là em sử dụng ngay à. Còn mình có cấm cửa chồng mấy cái chuyện vợ chồng không? Dạ tất nhiên là phải có trong một thời gian cái đó là chắc chắn phải có. Đó là vì giận dỗi hay là vì giống như là bác sĩ Mai chia sẻ là do mình sợ này sợ kia? Đầu tiên là cái giận dỗi ạ, và cái thứ hai đó là nỗi sợ ạ. Các bạn nãy giờ mình đã chia sẻ hết mọi thứ rồi. Bây giờ bạn Duyên, bạn thấy cái việc này là nên hay không nên, cái việc mà mình bỏ bao cao su vào trong cái túi của chồng? Em nghĩ là nên bỏ, tại vì môi trường nhiều cám dỗ, mình không biết được lúc đó chồng mình đang ở tình huống như thế nào. Và trước tiên là nên bảo vệ sức khỏe của chồng mình, em nghĩ là nên. Bạn chấp nhận cái hành động đó của vợ không? Bạn Long cũng chấp nhận thì chấp nhận, nhưng mà đưa mình á thì mình bỏ vô vậy thôi, nhưng mà không có về mà mất thì cái cảnh khác nữa, nên vợ chồng có nghĩa là bỏ, để cứ bỏ để cho vợ tin, còn xài là không có xài. Anh Thịnh với Thúy thì sao? Riêng anh thì anh thấy cái việc mà Thúy có bỏ hay không bỏ đó anh không quan trọng lắm. Cái điều quan trọng là Thúy làm sao mà để lúc nào anh cũng phải ý thức được là mỗi lần nhìn anh phải nhớ tới gương mặt của Thúy, những quan tâm của Thúy. Mà thật sự đã xảy ra rồi, mà anh nói thiệt bây giờ ở ngoài đẹp lắm em. Anh Thịnh, anh đừng nói với em là có những lúc anh cũng đã sao động rồi. Anh nói đàn ông làm rồi, nhưng mà lúc đó anh vẫn không nhìn thấy mặt của Thúy. Đàn ông á là phải né ngay từ đầu, anh không để vô trận mà né được đâu. Vô rồi tức là anh không được mở cửa phòng vô, anh mở vô rồi là anh thua. Có đường dừng thì đó là cái việc mà Thúy cứ bỏ vào hay không bỏ thì thì đối với cũng bình thường, mà quan trọng là cái thái độ của Thúy, cái tình cảm Thúy dành cho anh như thế nào mới là quan trọng. Thực ra thì các bạn đã cho tôi rất nhiều cái suy nghĩ. Từ những cặp vợ chồng mới lấy, rồi cả vợ chồng cũng ngót nghét gần chục năm hôn nhân, thì các bạn đều có những cái suy nghĩ là đó là chúng ta yêu nhau, chúng ta không muốn chia sẻ. Tuy nhiên thì cuộc đời nó cũng có những cái bất ngờ. Mình cũng không thể nào nói rằng là ai xấu hơn ai, ai tốt hơn ai, mà cái hoàn cảnh đầy đưa đó thì tốt nhất chúng ta nên có cái kiến thức để chúng ta bảo vệ nhau. Cho nên cái hiểu biết, cái nhận thức đúng thì nó sẽ dẫn tới cái việc làm đúng. Và còn nếu như chồng mình ở một cái công việc nó nhạy cảm thì mình phải nên nói rõ là đây là cái phòng bị để mình có thể tránh được trong những trường hợp bất khả kháng. Thế thì cái chuyện này là chuyện cởi mở, cho nên cái việc mình đưa cho chồng mà chồng có bỏ vào không quan trọng, bởi vì người ta đã nhận thức được rồi, người ta ý thức được rồi, thì trái tim của họ chỉ có người vợ thôi. Còn nếu như thực sự họ muốn có một cái quan hệ gì đó thì họ phải hiểu biết được làm sao để họ bảo vệ gia đình họ. Cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn thực tế ra mà nói thì người phụ nữ có thể tha thứ nhiều lắm, nhưng mà cái chuyện mà các bạn làm một cái điều mà gọi là phản bội lại cái tình yêu của người vợ thì nó là cái nỗi đau lớn nhất. Và có thể người vợ sẽ tha thứ, với thời gian nó sẽ nguôi ngoai đi, nhưng trong tâm lý của họ, họ bị một cái sang chấn lớn. Và cái sang chấn này nó có thể kéo dài đến suốt cả cuộc đời. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta không phải ai giữ ai hết á, mà chính bản thân chúng ta nhận thức đúng, hiểu đúng, chúng ta tự giữ cho mình và giữ cho cả gia đình của mình. Dạ, cảm ơn
những cái lời chia sẻ của cô rất là bổ ích. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi đến chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin nói lời tạm biệt.